Nàng vốn là đại tiểu thư nhà họ Lưu, xuất thân từ một gia đình nấu rượu, không may cuộc đời cô bị một trận hỏa hoạn đảo lộn. Trái ngược với hình ảnh dịu dàng của nữ anh hùng trong các bộ phim cổ trang ngày xưa, Thẩm Đan Thanh thông minh, dũng cảm và đầy nghị lực. Nam chính là một vị tướng cá tính và có mưu lược, trong quá trình điều tra, anh gặp Thẩm cô nương. Mối quan hệ giữa hai người đã thoát khỏi câu chuyện tình yêu vướng mắc của những bộ phim truyền hình cổ trang. Họ bên nhau trong những trận chiến, trí tuệ và lòng dũng cảm hết lần này đến lần khác rồi trở thành những người yêu nhau có thể sát cánh chiến đấu. Tổng thể câu chuyện rất gọn gàng và mới mẻ, cùng chờ xem nhé!